Trời đất ơi, tại sao các bạn lại đối xử với mình như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại vì sao? Sao lại như thế? Có cực kỳ nhiều bạn kêu mình làm cái thử thách cấm khóc. Các bạn biết thừa rồi, mình không thể nào mà kìm nén cảm xúc được. Các bạn ác với mình lắm. Tuy nhiên là các bạn nói thì mình sẽ làm. Ok, mình sẽ làm, mình sẽ làm. Tại sao các bạn lại bắt mình làm cái thử thách cấm khóc nhỉ? Thực sự luôn đấy, mình nghĩ là mình không thể vượt qua ra cái thử thách gì đâu. Oh my god. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với clip đầu tiên. Thì có một bạn gửi cho mình hai clip nói là anh ơi, anh hãy thử làm cái thử thách không được khóc đi đấy. Thì mình đã quyết định là chọn hai clip của bạn này lên để xem. Mình hy vọng là nó đừng có buồn quá, bởi vì thực sự ấy là mình cũng không chắc chắn là mình có thể vượt qua được cái thử thách này đâu. Bởi vì hồi trước mình có chơi một cái series trái tim quả cảm ấy, và thực sự mình đã khóc khi mà mình chơi cái series đấy. Và mình hy vọng là những cái clip này nó đừng quá buồn, và mình hy vọng là mình có thể vượt qua thử thách này. Nhưng mà mình là một người phụ nữ yếu đuối. Mình nghĩ là mình sẽ vượt qua được. Ok, rồi chúng ta sẽ thử xem ngay cái clip đầu tiên nha. Ok, mình nghĩ là mình sẽ không thể. Đây, what the fuck. What, ông ấy tính tưới cây của đấy à? Tưới cây của đấy chết cây luôn đấy. Rồi, phụ bà cụ đẩy xe qua đường. Rồi, chó tới. Ủa, chó khôn đấy. What the. Trời, chó tới xin ăn. Từ từ, chó tới xin ăn, ông ấy cho cả cái đùi gà luôn. Vãi cả nồi. Wow. Wow, và mình ấy, mình chỉ như kiểu mình ăn xong mình để xương thôi, chứ mình không bao cho nguyên cái đùi. Mình thề luôn là nếu như mà có chó tới mà xin ăn thì mình chỉ cho bộ xương thôi, chỉ cho ăn xong mình cho xương ấy, chứ mình không cho đùi đâu. Wow, ông này thật là hào phóng quá đi. Rồi, ông cho tiền hai mẹ con này chắc là ăn xin đúng không? Đây chắc là sinh viên thôi, có hai tờ để cho một tờ. Rồi cho chuối. Chuối bà cụ à? Anh ta làm cái việc đấy mỗi ngày. What the fuck, cái cây tưới vậy. Có vẻ những người này như kiểu người ta ỷ lại hay sao các bạn ạ. Đấy, xong con chó thấy được ăn thì nó cứ cho, nó cứ tới hoài luôn. Hết tiền rồi. Hiểu. Nhiều người á, nhiều người người ta mà kể cả ăn ăn xin luôn, nhưng mà nếu như mà họ biết đấy, người cho mình tiền đấy, không có tiền chắc là họ cũng ngại lắm đúng không? Mình nghĩ là như vậy. Theo các bạn nó như thế nào? Ồ, nhường ghế cho phụ nữ. Cho chuối bà cụ. Khao cho mày đây Sao ai tối thì ăn cơm không với nước mắm? mày đây rồi thân Họ không có giàu có. mày đây ọc tivi Họ không có tivi. mày mì khai rút chặt mày đây mì chư xiển thì mà khưng. Ông nhau bù lại thì họ nhận được cái những cái tiếng cười, những cái như kiểu là niềm vui của những xung quanh. Có một số người người ta giúp những người khác, nó chỉ là niềm vui của họ các bạn ạ. Mình cũng chả biết nữa, tuy nhiên là hình như là như vậy. Thật tuyệt vời đúng không? Đứa con đâu? Đù, đi học luôn. Oh shit. เพราะสิ่งที่เขาได้ Oh my god. คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข Oh shit. ได้เข้าใจ Oh my god. Cuối cùng cũng bị quả bắt. Rồi hôm nào cũng cho chuối bà cụ biết là có ai thì cuối cùng bà cũng bắt gặp được. ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ God.
Ôi, mình giúp người thì người sẽ giúp mình. Ôi, đại cây đồ, cuối cùng nó được thì lớn. Thì sủi ngạc quá đời. Này chí vịt khuẩn, à rầy cứ xỉnh thì khuẩn tông cản mà thì sụp. Thay bà gần chí vịt, chưa này khoảng đi. Cái video này ấy, sau khi mình xem xong ấy thì mình nghĩ là mình sẽ có thêm nhiều cái gọi là suy nghĩ khác về cuộc đời, các bạn hiểu không? Có thêm nhiều suy nghĩ khác về cuộc đời bởi vì hay, thực sự là rất là hay, rất là cảm động. Mình không biết nói gì hơn nhưng mà thực sự là nó rất là hay. Oh my god. Oh shit. Oh my god. Tuyệt vời. Oh shit. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem clip này. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Nếu như bạn nào có một số cái thử thách như kiểu là thử thách cấm khóc này, thử thách cấm cười này, hay là những thử thách gì đó, và các bạn có những clip thì các bạn có thể gửi xuống cho mình, gửi vào email cho mình ở dưới phần description nha. Mình có để cái email của mình dưới phần description đấy. Các bạn có thể gửi cho mình để mình tập hợp lại và mình làm một clip. Mình cũng không muốn xem trước bởi vì nếu xem trước thì nó sẽ mất hay. Thế nha, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.